Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử và địa lý lớp 4 trang 20 đến trang 22. Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì sau khi học xong bài này, các em sẽ kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Nhận xét được một cách đơn giản về sự phân bố dân cư ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ thông qua lượt đồ phân bố dân cư. Kể được một số thách thức, một số cái cách thức khai thác tự nhiên, ví dụ như làm ruộng bậc thang, xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản. Khởi động, em hãy sắp xếp các chữ cái dưới đây thành một từ chỉ một hoạt động kinh tế và trả lời câu hỏi dưới đây. Hoạt động kinh tế đó tên là gì? Hoạt động kinh tế đó tiêu biểu ở khu vực địa hình nào, vì sao? Thì các em hãy sắp xếp các chữ cái thành một từ chỉ hoạt động. Thì từ chỉ hoạt động kinh tế đó tên là thủy điện. Thì hoạt động thủy điện tiêu biểu ở khu vực vùng núi có độ dốc cao và có những con sông lớn. Tiếp theo phần khám phá, một nhỏ, dân cư. Quan sát các hình 1, 2, 3 và đọc thêm thông tin. Em hãy kể tên một số dân tộc ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Xác định trên lượt đồ những khu vực có mật độ dân số dưới 100 người trên km vuông, trên 200 người trên km vuông. Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có nhiều cái dân tộc cùng sinh sống như là Kinh, Mông, Dao, Tày, Thái, Mường, Nùng. Dân cư vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ thì phân bố không đều. Nơi có địa hình thấp, dân cư tập trung đông đúc, ở các cái vùng núi cao, dân cư thưa thớt. Các em quan sát hình 1 lượt đồ phân bố dân cư ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì các em hãy xem phần chú giải của lượt đồ. Rồi tiếp theo hình 2, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Hình 3, điểm dân cư Sủng Là, Hà Giang. Như vậy chúng ta sẽ nêu một số dân tộc sinh sống tại vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đó là Kinh, Mông, Dao, Tày, Thái, Mường, Nùng. Rồi xác định khu vực có mật độ số dân dưới 100 người trên km là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Thì các em quan sát cái lượt đồ hình 1 và xem phần chú giải để chúng ta xác định khu vực mật độ có dân cư dưới 100 người km vuông. Rồi khu vực có mật độ dân số trên 200 người trên km vuông là Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh. Nhận xét thì dân cư và Trung Du, miền núi Bắc Bộ phân bố không đều. Nơi có địa hình thấp thì dân cư tập trung đông đúc. Còn ở các vùng núi cao thì dân cư thưa thớt. Tiếp theo hai nhỏ, cách thức khai thác tự nhiên. Quan sát các hình 4, 5, 6 và đọc thông tin, em hãy kể tên một số cách thức khai thác tự nhiên ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. A nhỏ, làm ruộng bậc thang. Để các em quan sát hình 4, danh thắng ruộng bậc thang, Mù Cang Chải, Yên Bái. Thì ruộng bậc thang là cái hình thức canh tác phổ biến ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Để trồng được lúa trên đất dốc như thế này thì người ta sẽ sườn núi thành ruộng bậc thang. Thì đây là biểu tượng cho cái quá trình chinh phục thiên nhiên của các đồng bào vùng cao nước ta. Thì các thửa ruộng bậc thang ở Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai còn là những cái địa điểm du lịch hấp dẫn, đặc biệt là vào mùa lúa chín. Tiếp theo B nhỏ, xây dựng các công trình thủy điện, hình 5, nhà máy thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La. Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ thì có nhiều nhà máy thủy điện trên các sông lớn như là sông Đà, sông Chảy, sông Gâm. Các công trình ngoài cung cấp điện cho sản xuất thì còn giảm lũ cho cái hạ lưu các sông. Nhà máy thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La thì có công suất lớn nhất nước ta hiện nay. Tiếp theo C nhỏ,
khai thác khoáng sản thì các em quan sát hình 6, công nhân khai thác than ở mỏ Khe Chàm, Quảng Ninh. Thì vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ thì có nguồn khoáng sản phong phú nhất nước ta. Nhiều loại khoáng sản có trữ lượng lớn như là than đá, sắt, apatit, thiếc, đồng. Khoáng sản khai thác được sử dụng trong công nghiệp, đời sống và xuất khẩu. Tuy nhiên thì trong quá trình khai thác sử dụng thì cần chú ý đến sự an toàn, tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi quan sát các hình 4, 5, 6 và đọc thông tin. Em hãy kể tên một số cách thức khai thác tự nhiên ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì một số cách thức khai thác tự nhiên ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đó là làm ruộng bậc thang, xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản. Tiếp theo luyện tập một nhỏ, tại sao vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có nhiều nhà máy thủy điện lớn? Thì khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ có các nhà máy, có nhiều nhà máy thủy điện lớn bởi vì nơi này có địa hình cao, bị cắt xẻ mạnh cùng với nhiều sông lớn như là sông Đà, sông Chảy, sông Gâm. Đây là điều kiện thuận lợi để mà xây dựng các công trình thủy điện. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, em hãy chọn thông tin ở cột A phù hợp với thông tin ở cột B về mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và hoạt động sản xuất ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. A. Một địa hình dốc nhiều núi đồi. 2. Sông ngòi lớn dốc nhiều nước. 3. Nguồn khoáng sản phong phú. B. Xây dựng các nhà máy thủy điện. B. A. Xây dựng các nhà máy thủy điện. B. Sẽ sườn núi làm ruộng bậc thang, nơi khai thác mỏ. Như vậy chúng ta sẽ nói thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp. Thì ở cột A, một địa hình dốc nhiều núi, thì chúng ta sẽ cái điều kiện tự nhiên này sẽ thuận lợi cho cái việc là sẽ sườn núi làm ruộng bậc thang, một cái em cột B. Hai, sông ngòi lớn dốc nhiều nước thì xây dựng các nhà máy thủy điện. Ba, nguồn khoáng sản phong phú thì sẽ khai thác mỏ. Cuối cùng vận dụng một, tìm hiểu và giới thiệu về một dân tộc ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Hai là vẽ một bức tranh về ruộng bậc thang. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử địa lý lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.